tôi dư sức nuôi con. Anh muốn đi đâu thì đi, tôi không có quản. Anh cầu xin em đó. Em suy nghĩ lại đi. Tụi mình cũng ở nhau 10 năm rồi mà. Với lại tụi mình cũng có con rồi. Anh với Cát chỉ là nhất thời thôi. Do cô ta dụ dỗ anh. Anh định lừa dối tôi đến bao giờ nữa? Anh ở với cô ta chỉ vì công ty thôi. Đợi anh thâu tóm được rồi, tất cả sẽ thuộc về chúng ta. Em và con sẽ được sung sướng. Anh, em hiểu lầm rồi mà. Anh xin em đó, em tha thứ cho anh đi. Tiếc cho anh, bị tôi phát hiện hơi sớm nên anh không cam tâm đúng không? Chị buông tha cho anh Hòa đi, anh không còn yêu chị nữa đâu. Cô im đi, cô biết cái gì mà nói. Chính tôi là người cầu xin quay lại. Tôi cần gia đình, cần vợ, cần con. Còn cô chỉ là tạm bợ thôi à. Anh Hòa, anh nói anh yêu em mà. Anh nói sẽ bỏ vợ để mà cưới em mà anh Hòa. Em gái à, người đàn ông đã đăng tâm bỏ gia đình, em nghĩ anh ta sẽ chung thủy với em hay sao? Chồng ơi, hôm nay shopping khuyến mãi giảm 50% luôn. Chồng cho em xin ít tiền, em đi mua mấy bộ đồ mới nhá. Ở trong tủ còn cả đống đồ cái kia, mua làm chi cho tốn tiền. Mà thôi, em đi rửa chén đi. Nhưng mà hôm nay giảm 50% đấy, không mua là hết đấy. Đi. Anh đã nói rồi, mua cái gì mà mua. Tiền chứ phải là cây lá mít gì đâu. Bao nhiêu thứ cần phải lo. Nó là tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Hôm nay sẽ dám lớn tiếng với dâu của tôi hả? Gì vậy mẹ, sao mẹ lại đánh con? Cái lúc mà chưa cưới được con bé, con hứa là con phải chăm sóc nó. Bây giờ cưới được rồi, con đối xử với nó như vậy đó hả? Cái đống chén đó là con là người phải rửa đó. Kệ mẹ. Con, một lát hai mẹ con mình đi xách pin, mẹ sẽ dẫn con đi. Nhưng mà mẹ làm gì có tiền ạ? Mẹ thì không có tiền, nhưng mẹ biết mật khẩu thằng Hòa. Con muốn cái gì mẹ mua cho con hết luôn á. Nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì nữa hả? Có mẹ rồi, con đừng có sợ nó. Mẹ làm gì kỳ vậy? Đó là tiền của con mà. Ủa? Tiền của con mẹ không xài được hả? Bây giờ ha, mẹ với nó đi ra mua đồ mà quay về con chưa xử lý được hết công chuyện là không có yên với mẹ đâu á. Chỉ có mẹ là người thương con nhất. Đi. Hãy